ánh mặt trời. Ôm vào lòng, ôm vào lòng nụ hôn của cha. Rồi giờ đây trên con đường xưa, một mình con lang thang trong cơn mưa chiều. Từng hạt mưa rơi con nghe lòng đau nhói, nụ hôn khi xưa theo cha xa rồi. Giật mình trong đêm con ngỡ ngàng thức giấc, chợt nhận ra cha xa từ đây. Chợt nhận ra trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, lòng người thấm sâu phũ phàng, tham sân si bao lụy phiền con đéo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu. Luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng, đạo quyền thấm sâu dưới hồn, khi tan thân dường nghiệp sầu thì đã tắt, quay lưng kiếp tu hành chuyện còn tùy tài tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đáng dưỡng sai lầm, thế gian bao nghiệp phần bao tội lỗi lòng riêng mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Lời khuyên từ bỏ hồng trần chỉ là cõi tàn, đường về Tây Phương sẽ tình, lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú bi. Bội giác nghiệp trần là nguyên nhân đau khổ, quay đầu giác ngộ là mục độ Như Lai. Vì yêu thương nên chi nghiệp báo kéo dài, chi bằng gắn công tu niệm để được qua khai kiến.